Câu chuyện thì anh nhắc lại, không biết Trung nhớ với mọi người có nhớ không? Nhớ trước đây chúng ta từng làm cái live có chủ đề liên quan tới Ukraine và vấn đề mà ông Tổng thống Zelensky. Nè. Chúng ta từng chia sẻ, chúng ta từng đưa ra một góc nhìn. Ok, thì cái đầu tiên á, về cái mặt pháp lý á, thì do người dân bầu, đúng không? Người dân bầu thì cái chuyện đó là quyền của người dân Ukraine thôi. Nhưng vấn đề chúng ta đặt ra, tại sao người dân Ukraine lại bầu ông Zelensky lên làm tổng thống? Thì không biết anh có làm phiền Trung không? Trung có thể mở lại tư liệu xem một cái vấn đề, gọi là cái bài viết đề cập tới vấn đề là cái quy trình nước Mỹ đã đào tạo và nhắm đến ông Zelensky để xây dựng hình ảnh Zelensky như thế nào, ra sao để Zelensky được lên làm tổng thống Ukraine. Nói chung Bài viết hả không anh? có thời gian một cái bài viết chung vào Messenger kiểm tra thử xem được không. Ok, để em vào Messenger em kiểm tra coi. Ủa cái này mà em vô Messenger là em thoát ra luôn á. Vậy chờ anh tí đi, để lấy cái điện thoại này anh mở cái bài đó ra, anh đọc cho mọi người cùng nghe để mọi người nhớ lại coi trước đây có nghĩa rằng là gì chung biết không. Anh khẳng định là trước đây chúng ta chia sẻ giống như bây giờ thôi, thực ra giống như bây giờ là giống cái gì, giống cái vấn đề là thí dụ chúng ta có đâu đâu đó có vấn đề nó tếu táo một chút hoặc là nó thế này thế nọ một chút, nhưng nó có cơ sở, nó có lý do chứ không phải là nó suông, Ok không phải là nó suông nha, không phải là nói theo kiểu mà như mấy anh ba, không, nó phải như anh ba, như mấy anh ba. Rồi mọi người chờ thời quan tí chút xíu. Đây. Tức là cái bài viết á, nó mang cái tựa đề là dự án điệp viên Z. Nè. Thấy không? Đó, để thời quan đọc, đọc cho mà mọi người cùng nghe ha. Dự án điệp viên Z. Gã hề làm con rối. Theo nhà báo cựu sĩ quan Mỹ Reuters công bố tài liệu điều tra có tên điệp viên Zelensky. Quá trình phát triển dự án điệp viên Zelensky của các cơ quan tình báo phương Tây đã bắt đầu từ rất lâu, trước cả cuộc bầu cử tổng thống Ukraine năm 2019. Trên thực tế, Ukraine chưa bao giờ là nhà nước độc lập, vì kể từ năm 1991, có nghĩa là sau khi Liên Xô tan rã đó, nó đã nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan tình báo nước ngoài, chủ yếu là CIA Mỹ và MI6 của Anh. Thành công của dự án này là tìm ra nhân vật Vladimir Zelensky để dẫn dắt Ukraine đến cuộc xung đột vũ trang trực tiếp với Nga, bất chấp mọi hậu quả tồi tệ nhất có thể. Mọi chuyện bắt đầu từ việc CIA và MI6 lên kế hoạch tìm một con rối ngoan ngoãn để thay thế Petro Poroshenko, tức là cái tổng thống cũ đó, bị điều tra về tham nhũng. Một diễn viên đầy tham vọng nhưng không hề có kiến thức và kinh nghiệm chính trị đã xuất hiện hoàn hảo trên cả nghĩa đen và nghĩa bóng, đó là Zelensky. Trong quá trình xây dựng bộ phim Người đầy tớ của nhân dân, kịch bản, kinh phí sản xuất chủ yếu do Hoa Kỳ tài trợ thông qua một số tổ chức phi chính phủ nhằm mục đích quảng bá cho nhân vật chính do Zelensky thủ vai. Một chiến dịch tuyên truyền hoành tráng kiểu Mỹ sau đó đã khiến dân chúng Ukraine, chủ yếu là cư dân miền Trung và miền Tây, tưởng tượng nhân vật chính được yêu mến trong phim hoàn toàn có thể trở thành một tổng thống tuyệt vời. Và tất nhiên, Zelensky đã trở thành tổng thống không thể bàn cãi. Nhà tài phiệt Igor Kolomoisky đóng vai trò quan trọng trong việc này. Để Zelensky trở nên ngoan ngoãn và tự giác thực hiện ý đồ của những ông chủ, anh ta đã bị
bị đặt vào tình thế không thể thoát ra về tài chính. Một số tiền khổng lồ đã được đặt vào tay Zelensky theo cách không thể tuyệt vời hơn. Vào thời điểm ứng cử tổng thống, Zelensky sở hữu một biệt thự ở Miami với giá 34 triệu USD, một ngôi nhà ở Israel do cho bố mẹ trên bờ biển Địa Trung Hải trị giá 8 triệu USD, một biệt thự ở khu nghỉ dưỡng Forte de Mami của Ý với giá 3,8 triệu USD, một căn hộ ở London trên phố Baker với giá 3 triệu USD, 5 căn hộ ở Batumi và một penthouse ở Rum. Sau khi trở thành tổng thống Ukraine, nhiệm vụ mà Hoa Kỳ giao cho Zelensky là ngay lập tức biến Ukraine thành một con cù đực chống Nga. Trong 4 năm làm tổng thống, Zelensky đã hoàn thành xuất sắc 10 nhiệm vụ do Mỹ giao, với kết quả là Ukraine bị hủy diệt đến tận gốc rễ. Thứ nhất là xóa bỏ tiếng Nga, bài chủ nghĩa cộng sản, xóa bỏ thành quả Xô Viết trong các lĩnh vực đời sống, văn hóa Ukraine. Thứ hai là hủy hoại nhà thờ chính thống giáo, hủy hoại các tượng đài văn hóa lịch sử. Thứ ba là phá hủy ký ức về cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô bằng cách viết lại lịch sử. Thứ tư là đóng cửa, khủng bố các hãng truyền thông tự do. Thứ năm là cấm các hoạt động của phe đối lập. Thứ sáu là biến Ukraine thành nơi thử nghiệm không chỉ các loại vũ khí phương Tây mà còn là nơi thử nghiệm con người. Thứ bảy là đối đầu vũ trang trực tiếp với Nga. Thứ tám là hợp pháp hóa và củng cố chủ nghĩa phát xít ở Ukraine. Thứ chín là bán những vùng đất màu mỡ của Ukraine cho các tập đoàn nước ngoài, chủ yếu là của Hoa Kỳ. Thứ mười là bán tất cả các nguồn tài nguyên của đất nước thông qua quy trình cho vay tuyệt vời của người Mỹ. Như vậy, có thể thấy Zelensky đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Mỹ và phương Tây giao. Nhưng ba câu hỏi đặt ra hiện nay là: đến lúc nào Ukraine còn người cuối cùng? Quan thầy của Zelensky còn cần sử dụng anh ta đến khi nào? Quốc gia Ukraine phải trả nợ Mỹ và phương Tây mấy đời con cháu? Đó. Và đó là cái bài viết đó có đề cập đến cái dự án Điệp viên Z đang nói về cái tay tổng thống Zelensky của Ukraine, đúng không ạ? Thì qua đó nó có 10 bước thì mọi người thấy rất là, thưa quan đọc người nghe rất là rõ, đúng chưa? Đó, thì đó thưa quan muốn bổ sung thêm cho mọi người về cái tư liệu để bổ sung cho vấn đề trước đây. Cái live chúng ta đã từng chia sẻ về việc này, chúng ta đã đặt vấn đề. Thế tại sao lúc đó chúng ta đặt vấn đề mà chúng ta không nói ra nhiều cái khác? Bởi vì chúng ta đơn thuần chỉ nhìn được cái gì đó thôi, nó chưa đủ cơ sở. Thì hôm nay coi cái bài viết này, nó gần như là một cái phần bổ sung cho những cái vấn đề mà anh em mình đã từng đặt ra vào những cái live đó, chung công nhận không? Và trong bài viết này nè, có một điều, tức là cái bước thứ hai á, sau khi Tổng thống Zelensky á, đương nhiệm á, thì tôi quan đọc lại để mọi người thấy xem có cái điều gì đó nó giống giống ở Việt Nam chúng ta hiện tại không nha. Cái bước thứ hai á là hủy hoại nhà thờ chính thống giáo, hủy hoại các tượng đài văn hóa lịch sử. Mọi người thấy có gì không? Và tại sao thôi quan lưu ý cho mọi người cái điểm thứ hai này? Có nghĩa rằng đây là cái chiêu bài của Mỹ và phương Tây, những người mà gọi là họ cực đoan về tôn giáo, nói chung chúng nhớ không?
họ luôn cho rằng là công giáo thế này thế nọ là từ Mỹ, từ phương Tây vân vân mây mây, đúng không? Tất cả các thứ. Thì mọi người xem cái điều thứ hai này nè, là chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy cái gì? Thực ra là những thành phần tư bản á, những thành phần thế lực thù địch bên ngoài á, nó cũng chẳng có cái đạo nào, cái công giáo nào hết. Bản chất của bọn họ đó là gì? Lợi ích và quyền lực vậy thôi, đúng chứ? Nhưng nó biết tận dụng cái điểm yếu của người dân là gây mất đoàn kết, hoặc là nó hủy hoại những cái hình ảnh như thế này, đúng không? Để tạo ra cái sự xung đột cho người dân, và nó dùng chính người dân của quốc gia đó đánh nát quốc gia đó, rõ ràng đúng không ạ? Cho nên tại sao mọi người theo dõi, mọi người thấy đó, các bác lãnh đạo ở Việt Nam mình luôn luôn đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc, trong đó có tôn giáo. Bởi vì các bác thường biết được rằng là những cái trò này của những thành phần bên kia, đúng không? Rồi cái thứ hai, ở trong đó có một phần gọi là hủy hoại tượng đài văn hóa lịch sử. Thì ở Việt Nam mình mặc dù là chưa có cái gì gọi là hệ trọng xảy ra, nhưng mà chung, nhắc chung cho mọi người thấy nè, chung với mọi người thấy nó lạ ở cái điểm này nè, nó lạ điểm này nè, tức là mỗi lần ở đất đất nước mình á, ở trên Việt Nam mình, nó có xảy ra những cái buổi lễ sự kiện kỷ niệm mấy ngày lễ, chung chung nhớ không? Ví dụ 30 tháng 4 nè, chiến thắng Điện Biên Phủ nè, hay là lễ 29 vân vân mây mây, thì lại luôn luôn xuất hiện câu chuyện đầu tiên, đó là gì? Cái hình ảnh đó chung, hình ảnh trên những tấm pano á, chung nhớ không? Chung nhớ cái vụ đó không? Nhà Thấy chưa? Chung thấy nó lạ chưa? Thấy nó giống không? Mà cái điểm này á, nó khó cái chỗ này, đúng không? Ví dụ mà truy tới họ bảo ơi đó nhầm lẫn của người này, nhầm lẫn của A bà cờ X Z gì đó, rồi xong chuyện. Nhưng cái hậu quả để lại cho giới trẻ thế hệ sau này rất là lớn. Bởi vì chúng mù mờ, chúng không có biết, chúng lớn lên trong thời bình mà, đúng không? Chúng lớn lên trong thời bình mà. Bây giờ chúng đi học thì cái pano căng lên như vậy, chúng chỉ thấy là cờ đỏ sao vàng thôi. Còn hình ảnh những người lính, những người này cầm cái vũ khí gì đó, đứng tư thế nào đó thì chúng đâu có biết, đúng không? Cứ nhồi nhét vào đầu những thế hệ sau này là những cái hình ảnh đó thôi. Thì cái đó có phải là từng bước nó hủy hoại gọi là các tượng đài văn hóa lịch sử không? Nếu mình xét cho đúng, cái này là đúng, là hủy hoại các tượng đài văn hóa lịch sử nha chung. Rõ ràng chưa? Chứ đâu phải là cái chuyện mà đơn thuần, nhưng mà cái anh nói là họ lắt léo ở cái điểm đó. Lắt léo ở điểm đó là gì? Không quy kết được, không kết tội được. Bởi vì về chứng cứ pháp lý nó không có rõ ràng, đúng không? Cùng lắm khi tới họ chối đi đẩy, họ bảo xin lỗi ha, xin lỗi A bà cờ thế này thế nọ, tại do người này mới, người kia cũ, chưa cập nhật vân vân gì đó, hoặc là do gấp gáp quá thì thấy hình ảnh nào đó cập nhật lại, rồi xong chuyện. Nhưng nó rất là nguy hiểm, chúng ta thật ra là cái mà họ muốn là gì? Cái thế hệ về sau này, cái thế hệ hiện tại và về sau này vậy thôi. Bởi vì cái kế hoạch của họ rất là rõ mà, kế hoạch dài hơi, một kế hoạch rất là dài hơi. Chúng ta xem qua cái bài viết này, chúng ta thấy để xây dựng lên một Zelensky thì họ đã chuẩn bị biết bao nhiêu lâu và bao nhiêu bước, và họ dùng biết bao nhiêu nhân lực để họ xây dựng cái hình ảnh đó, để cuối cùng là nhân vật đó được lên làm tổng thống Ukraine. Mà khổ một cái nữa thì do chính tay người dân Ukraine bầu nó mới chết, đúng không? Chính tay dân bầu mà bây giờ nói sao giờ hơn thì sai, thì vấn đề gì đó thì người dân chịu thôi, giờ biết sao? Rồi cái tay nó lên rồi, rồi nó bắt tung hoành ngang dọc khắp đất Ukraine, nó làm đủ trò đủ kiểu đó. Thì ở đây thì anh muốn chia sẻ thêm để chúng ta thấy là gì, thực ra mình nhắc nhẹ lại chuyện tôn giáo một chút. Các bạn thích tôn giáo nào hay không thích tôn giáo nào đó là quyền của các bạn, quyền tự do của mỗi người hết. Nhưng các bạn phải tỉnh táo ở trong câu chuyện, đừng để bị dắt mũi vào niềm tin của tôn giáo mà đi đóng chống lại cái
thì vô hình chung mọi người á là trở thành những con cờ cho các thế lực bên ngoài nó sử dụng vậy thôi, chứ chẳng hay ho gì đâu. Thật, cái này tôi qua nói thật, chẳng hay ho gì đâu. Trong khi các bạn luôn lên không gian mạng, các bạn vỗ ngực xưng tên là các bạn yêu nước nồng nàn, đấu tranh chống lực thiên tài. Thế quan cũng từng đặt câu hỏi, chúng biết nè, anh em trong diễn đàn này biết nè, các bạn bạn đấu tranh đúng không? Đấu tranh ok, rất là tuyệt vời, rất là đồng ý, rất là hoan nghênh. Nhưng mà đấu tranh mọi người cũng ý thức được rằng á, đúng không? Ý thức được rằng đâu có riêng cái mạng tôn giáo này đâu, nó rất nhiều mạng khác nữa, nó còn thâm hiểm hơn, thâm độc hơn nữa kìa. Tại sao không chống? Mà các bạn chỉ chú trọng vào đúng mạng tôn giáo mấy bạn chống, đúng không? Thì nếu mà các bạn đã gắn cái mắt đó rồi mà các bạn chỉ chống một mạng như vậy, thì ở đây cá nhân mình và quan tin là cũng rất nhiều anh em khác sẽ đặt ra câu hỏi, vậy mục đích thật sự của các bạn là gì? Rõ ràng chưa? Mục đích thật sự là gì? Chứ còn cái câu chuyện mà người này người kia ở bên này bên kia thì cái này nó còn dài lắm. Người đứng đầu ở đâu ha, đầu têu chỗ nào thì nó còn dài lắm. Thì có dịp đúng dịp thì sẽ chia sẻ sâu hơn. Thì quan chị vấn đề này chỉ chia sẻ đến đây thôi, hậu quả thì tự gánh chịu thôi. Thì thêm cái nội dung này thì em có chia sẻ thêm một nội dung như vậy, thì cũng cảm ơn anh Tư Quang và cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Ok, cảm ơn chung rất là nhiều. Thôi chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon và xin hẹn gặp lại thì tối mai hay tối mốt vậy á, thứ bảy chủ nhật vậy đó. Rồi hát đi em cầm nó cho ông vào cầm gậy hả? Ôi ngủ đi ông chung mà đâu quá không còn nghe cũng ráng ngứa mồm nữa. Bye bye, chào tạm biệt mọi người.